xin chào các bạn hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh youtube của mình à, kênh của mình là một cái kênh chia sẻ về cái nhân tướng học và cũng như là cái ứng dụng của nó trong cái đời sống của chúng ta hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series chia sẻ tới à, cái vấn đề này à, mà mình nghĩ rằng nó cũng mà tác động rất lớn tới cái vận mệnh của chúng ta à, đó là cái vấn đề phong thủy phong thủy nó có một cái vai trò và một cái tầm ảnh hưởng mình nghĩ rằng nó cũng à, không có nhỏ tới cái cuộc sống xung quanh của chúng ta. chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu nói quen tai rằng là nhất mệnh gì vận tam phong thủy. Như vậy thì trong ba cái yếu tố chính quan trọng nhất ảnh hưởng tới cái cuộc đời vận mệnh của chúng ta à, đó chính là à, mệnh vận và phong thủy. Cái phong thủy nó đứng cái vị trí thứ ba. Mệnh thì đó là cái điều bất biến nó cố định rồi. Còn vận thì nó có thể thay đổi tùy vào cái tâm của chúng ta như vậy thì còn phong thủy cái yếu tố nào nó quyết định tới phong thủy và phong thủy nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống cuộc đời vận mệnh của chúng ta đó chính là cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn nhưng mà trước khi đi vào phân tích à, chia sẻ những cái à, kiến thức về phong thủy à, thì mình xin kể một cái câu chuyện ngắn gọn như thế này để các bạn biết, biết được cái vai trò à, cái tầm ảnh hưởng của phong thủy nó tác động như thế nào đến vận mệnh của một người thì có một cái câu chuyện như thế này có một ông già kia sau khi nghỉ hưu thì ổng mới mua một cái mảnh đất để mà chuẩn bị xây một cái ngôi nhà để mà ổng hướng cái tuổi già à, thấy được cái điều đó thì con trai của ông ta thì mới đi tìm một cái thầy phong thủy nổi tiếng để mà về xem phong thủy để xây cái nhà như thế nào nó tốt nhất thì trên đường trước đi rước ông thầy phong thủy về thì tất cả những cái chiếc xe mà muốn qua mặt à, anh ta thì anh ta đều nhường hết ông thầy phong thủy ông mới nói thấy như vậy, ông mới tỏ ra bất ngờ và muốn biết tại sao thì cái anh con trai này mới nói rằng là tất cả những cái người mà muốn qua mặt chúng ta thì chắc hẳn rằng họ có đang cái việc gấp hơn cho nên cứ à, né tránh à, nhường đường cho họ đi à, chiếc ô tô à, của à, cậu con trai này đến một cái thị trấn nhỏ, à, có một cái đứa bé à chạy từ con hẻm ra anh ta nhanh chóng thắng gấp lại để tránh đứa bé rồi dừng lại một chút anh mỉm cười và à, giải thích như thế này à, trẻ em hay đuổi à, chơi nhau và anh ta biết rằng chắc chắn đằng sau đứa trẻ này sẽ còn những cái đứa trẻ khác nữa do đó khi về đến nhà thấy một cái đứa trẻ đang à, treo à, lên cái cây đào à, ở trước cái nhà hái quả anh ta liền đổ xe à, trước cửa À, để thầy phong thủy đợi thêm một chút nữa rồi hãy vào. Thầy phong thủy thấy rất là ngạc nhiên, à, anh ta cười nói rằng là à, mấy đứa trẻ đang ở trên cây đó, bỗng nhiên mà thấy chủ về chắc chắn chúng sẽ rất là hốt hoảng. Bây giờ mà chúng ta đột nhiên chúng ta xuất hiện thì sẽ vô tình làm cho chúng nó ngã xuống, à, không những cái điều không may có thể xảy ra. Thầy phong thủy nghe xong à, quay người sang nói với anh ta rằng là một cái điều là anh hãy đưa tôi về đi. À, phong thủy của mảnh đất này không cần phải xem nữa thì lúc đó bây giờ thì anh trai anh con trai này anh rất là ngạc nhiên không biết tại sao tại vì chưa có xem phong thủy gì hết mà ông thầy tự nhiên ông đòi về và ông nói một câu như thế này thì à, đi mấy chục cây số mà mới đến được đây mà sao tự nhiên thầy muốn về thì ông thầy phong thủy mới nói rằng là à, nơi nào có anh nơi đó phong thủy đều rất tốt lành à, có một anh con trai như anh thì bác chủ nhà là một người phải nói là rất có phúc. Như vậy thì qua câu chuyện nói trên thì, thì chúng ta mới thấy được rằng phong thủy chính là người có phúc ở chốn đất lành, chốn đất lành mà có người có phúc, đó chính là cái phong thủy tốt nhất. Cho thấy rằng là nếu như mà nơi bạn sống không phải là cái chốn đất lành đi nữa, thì cái tâm của chúng ta tốt, thì đó chính là cái phong thủy tốt nhất. Mà cái phong thủy tốt nhất nó thể hiện qua sự hiếu thảo, sự tốt bụng của một con người chúng ta. Như vậy thì à, cái yếu tố phong thủy nó cũng liên quan rất lớn tới vấn đề tâm của chúng ta. Đó là yếu tố thứ nhất. Và một cái yếu tố thứ hai nữa à, nó cũng liên quan tới việc cải cái phong thủy đó chính là cái miệng của mình. Người ta cứ từng nói miệng chính là cái xúc nạp quan, chính là nơi tiếp nhận cái thức ăn, à, cũng là nơi để chúng ta trao những cái lời hay ý đẹp và nó cũng là cái nơi mà xảy ra những cái tiếng thị phi nhất nhiều khi chúng ta sử dụng cái lời hay ý đẹp trong một cái khung cảnh nào đó trong một cái hoàn cảnh thích hợp giả sử như một cái người nào đó họ đang buồn phiền mà chúng ta lời an ủi cho họ hoặc là có những cái lời động viên kích lệ họ làm cho họ thấy cái cuộc sống của mình nó có thể tươi mới hơn còn nhiều điều tốt đẹp hơn ở phía trước thì đó là một trong những cái hành động mà tạo ra cái phong thủy rất tốt. Những người đó thường họ sẽ gặp được tích được rất là nhiều cái âm đức. cho nên có thể thấy ngôn ngữ là một cái thứ cái vũ khí nó có thể mang sát thương rất nặng và cũng là một cái lời hay ý đẹp có thể khiến cho người ta cảm thấy như rất là sung sướng và cái thoải mái. cho nên có thể nói sử dụng cái cái lời miệng cái miệng của mình sử dụng như thế nào cái lời ăn tiếng nói nó phù hợp đó cũng là một trong những cái yếu tố à, phong thủy rất tốt đặc biệt là trong cái à, cuộc sống của cái vợ chồng á thì nó cần những cái sự nhường nhịn qua lại giữa hai người nếu như mà một người à, nào đó, một người vợ hoặc chồng trong hai người á, mà có những cái lời không hay À, hoặc là cái ý nó không đẹp thì rất dễ xảy ra những cái chuyện xích mích à, ở à, trong cái tình cảm cái sự à, khiêm hạ cái sự khiêm nhường đó trong cái lời ăn tiếng nói đó nó chính là cái thể hiện à, của cái một người có cái trí tuệ chúng ta biết rằng là mọi cái sự ưu phiền hoặc là mọi cái thị phi nó xuất phát đều xuất phát từ cái miệng của chúng ta cho đó làm thế nào để có được cái lời hay ý đẹp đó cũng là một trong những cái người họ có cái trí tuệ người mà sống người có người chúng ta thì sống phải có mặt, cây sống thì có vỏ, đánh người không đánh vào mặt bắn người không lòi chỗ cái yếu của người ta để mà ra bắn đó mới chính là cái hành vi mà có thể mang lại cho người khác nhiều cái tốt đẹp và phong thủy như vậy nó cũng là ngày càng nó sẽ cải thiện được nhiều hơn và một cái yếu tố nữa mình muốn chia sẻ à, đó chính là cái hành vi à, có một cái câu rằng à, tâm hảo trí từ hành thiện tức là lòng tốt miệng lưỡi tử tế làm việc tốt à, trong đó cái tâm chính là cái rốt rễ còn miệng à, là hoa là hành vi là quả ngọt à, giúp đỡ người khác là hành thiện không có tính toán so đo lợi dụng người khác cũng là hành thiện lợi dụng so đo sẽ làm mất đi những cái niềm tin của mọi người mức nhiều hơn là được Vì vậy chúng ta mới có thể nói là Chịu thiệt thòi mới chính là phúc Không so đo tính toán là một loại trí huệ Tục ngữ cũng có đừng nói rằng là Đắc nhân tâm, giả đắc thiên hạ Tức là người có được lòng người thì sẽ có cá cả, cả có cả được thiên hạ lấy được lòng người thì mới có thể mở rộng được cái mạng lưới mới thu hoạch được nhiều cái thông tin có nhiều nguồn lực được sự giúp đỡ của người khác năm xưa lưu bị cũng đã có một cái câu nói mà để lại tiếng thơm cho cái đời sau đó chính là ông ta từng nói trước mặt ba quân văn võ của mình đó là ta tha để người thiên hạ phụ ta chứ ta không thể để người ta không phụ người thiên hạ đó chính là cái câu nói của những người cho thấy họ có cái hàm dưỡng trí tuệ rất lớn. Người mà thích hành thiện, à, không thổ thẹn với lương tâm sẽ à, ăn ngủ rất là ngon, được người xung quanh tôn trọng, tâm tính tốt, sức khỏe cũng là tự nhiên tốt, cả đời được thuận lợi. Vì vậy, à, những phong thủy quan trọng nhất đều không liên quan tới những cái thứ bên ngoài mà nó nằm chính từ bên trong bản thân của chúng ta. Suy nghĩ nó sẽ quyết định tới hành vi hành vi nó sẽ quyết định đến cái thói quen và cái thói quen nó sẽ quyết định tính cách của một người tính cách nó sẽ quyết định tới số phận như vậy đây chính là cái nhân tướng của việc thay đổi cái số phận thông qua phong thủy của chính mình à, đó chính là cái những cái à, lời chia sẻ mà mình muốn gửi tới các bạn à, thông qua cái việc à, phong thủy phong thủy tốt nhất đó chính là từ cái tâm của chúng ta à, mình sẽ à, tiếp tục nghiên cứu để có thể chia sẻ những cái kiến thức hay gửi đến các bạn ở những cái video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại